Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua mùng 10 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã rời thủ đô Cairo, kết thúc chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ai Cập. Chuyến đi được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế đang chứng kiến nhiều thay đổi sau một loạt sự kiện xảy ra tại Trung Đông hay cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện nay. Chuyến thăm này được đánh giá sẽ mở ra hy vọng mới cho các tiến trình hòa bình tại khu vực. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ai Cập và Nga đã thảo luận các vấn đề nóng hiện nay tại khu vực và quốc tế. Trong đó, hai nhà lãnh đạo cùng lên tiếng ủng hộ một giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Palestine-Israel, sự thống nhất giữa các phe phái ở Libya, cũng như hướng tới một giải pháp hòa bình cho Syria. Trong lần đối thoại trước vào tháng 8 năm 2014, về vấn đề Syria, hai bên đã thống nhất tầm quan trọng của đàm phán và điều phối trong khuôn khổ áp dụng Hiệp định Geneva II nhằm giúp Syria đạt được một giải pháp chính trị, chấm dứt nội chiến và đạt được nguyện vọng của người dân Syria. Chúng tôi hy vọng trong vòng đàm phán tiếp theo, kết quả sẽ là hòa bình ổn định cho đất nước này. Hai tổng thống cũng đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, kinh tế, quốc phòng và đầu tư. Với sự ủng hộ của Nga đối với chính quyền Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi và các chuyến thăm ngoại giao thường xuyên thời gian gần đây, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Trong năm 2014, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng hy vọng kim ngạch song phương sẽ đạt mức 5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng thống Nga Putin khẳng định Ai Cập sẽ là đối tác tin cậy của Nga và tiếp tục ủng hộ lộ trình chuyển tiếp chính trị tại nước này. Về phần mình, thì Tổng thống Ai Cập al-Sisi đánh giá cao mối quan hệ phát triển tốt đẹp hiện nay giữa hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga đối với tiến trình chính trị và cuộc chiến chống khủng bố tại Ai Cập. Theo đánh giá của giới truyền thông tại khu vực, cuộc gặp thượng đỉnh lần này đã đánh dấu bước phát triển rõ ràng hơn trong quan hệ Nga và Ai Cập. Ở cấp độ chính trị ngoại giao, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Nga đang chịu sức ép rất lớn từ Mỹ và phương Tây về vấn đề Ukraine. Hiện Nga vẫn là quốc gia giữ vai trò quan trọng trong giải quyết vấn đề Syria, đang trở thành cuộc khủng hoảng vượt biên giới, ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia vùng vịnh và Ai Cập với sự xuất hiện nguy hiểm của tổ chức Hồi giáo IS và các mối nguy hiểm thánh chiến cực đoan khác đến từ Libya. Có lẽ vì một trong những lý do đó, hợp tác giữa Nga và Ai Cập trong giải quyết các vấn đề khu vực, bất kể là Syria, Iraq, Libya hay Palestine, đã trở nên cần thiết cho cả hai bên. Trong lĩnh vực này, Ai Cập và Nga luôn sát cánh bên nhau. Trong bối cảnh thế giới đang phải chịu đựng bóng ma khủng bố lan rộng, tôi phải đồng ý với Tổng thống Nga rằng Ai Cập đang phải đối mặt với mối nguy hiểm từ khủng bố, và Nga cũng vậy. Trong bối cảnh phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Nga Putin có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên. Về phía Nga, cuộc khủng hoảng kinh tế do giá dầu giảm và việc áp đặt lệnh trừng phạt của phương Tây kéo dài là nguyên nhân khiến Ai Cập trở thành một trong những đối tác quan trọng của Nga về chính trị và kinh tế. Đối với Ai Cập, nước này vẫn đánh giá cao sự hỗ trợ của Nga, đặc biệt là các dự án, công trình mang tính biểu tượng như đập thủy điện Aswan, các nhà máy dệt, xưởng luyện kim, nhiều cơ sở công nghiệp nặng, cũng như việc trang bị cho lực lượng quân đội Ai Cập. Mặt khác, Cairo rất cần sự cân bằng trong chính sách đối ngoại khi mối quan hệ với Mỹ và Liên minh châu Âu giảm sút nhiều sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Morsi hồi tháng 7 năm 2013. Theo các nhà phân tích, chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Ai Cập của Tổng thống Putin sau gần một thập kỷ cho thấy Ai Cập sẽ là một trọng tâm chiến lược ngoại giao của Nga trong thời gian tới. Ai Cập sẽ là cánh cửa giúp Nga khôi phục vị thế và ảnh hưởng tại thế giới Ả Rập trong bối cảnh Mỹ và các nước phương Tây đang lơ là khu vực này, cũng như giữa lúc kinh tế Nga đang lâm vào khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Song theo các nhà phân tích thì đây không phải là kế hoạch một sớm một chiều của Nga mà đã được nước này chuẩn bị từ lâu. Còn nhớ hồi năm ngoái, trong khi Mỹ và phương Tây không ngừng chỉ trích chính quyền mới tại Ai Cập, thì Nga lại là quốc gia đầu tiên ngoài khối Ả Rập ủng hộ chính quyền mới của ông al-Sisi. Về phía mình, ông al-Sisi hồi đầu năm ngoái, khi còn là tổng tư lệnh quân đội Ai Cập, cũng đã tới Nga trong chuyến công du nước ngoài hết sức hiếm hoi, và cũng chính ông này đã chọn Nga cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 8 năm 2014. Chính vì thế, có thể nói, chính quyền Ai Cập đặc biệt đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Nga đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị cũng như cuộc chiến chống khủng bố hiện nay tại quốc gia Bắc Phi này.
Sự xích lại gần nhau giữa Nga và Ai Cập không chỉ xuất phát từ lợi ích kinh tế, quân sự thiết thực của hai nước, mà còn truyền tải rất nhiều thông điệp tới phương Tây. Nỗ lực khôi phục quan hệ hợp tác truyền thống với Nga, phản ánh chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế mà Tổng thống Al-Sisi theo đuổi. Trong khi đó, chuyến thăm của ông Putin sẽ khiến Mỹ và phương Tây giật mình và sẽ phải xem xét lại các chiến lược của mình nếu không muốn mất đi ảnh hưởng tại Trung Đông và Bắc Phi. Bởi Nga và Ai Cập có nhiều điểm tương đồng về lập trường trong vấn đề khu vực, mà cụ thể là cuộc khủng hoảng Syria hay Libya. Ông Sharif Ghat, người đứng đầu Trung tâm Văn hóa và Chính trị Nga nói, cả hai nước đều có lập trường tương đồng trong cuộc khủng hoảng tại Syria khi lên án mạnh mẽ các vụ bạo lực tại quốc gia Trung Đông này. Cả Nga và Ai Cập cũng đều công nhận nhà nước Palestine độc lập trong hồ sơ Israel-Palestine. Có một sự dịch chuyển đầy tính toán trong bàn cờ thế giới hiện nay. Trong khi Mỹ và phương Tây liên tiếp chỉ trích và trừng phạt Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu, không gian Xô Viết cũ, thì Nga đã thắt chặt thêm mối quan hệ với các nước có vị trí địa chính trị then chốt ở Trung Đông, được coi như là khu vực ưu tiên chiến lược của Mỹ. Trên thực tế, thì Mỹ và đồng minh chưa bao giờ thông qua được một nghị quyết lên án hay là trừng phạt Syria, chính quyền quân sự Ai Cập tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do sự phản đối của Nga và Trung Quốc. Điều này cho thấy mỗi bên đều có quân cờ riêng để bảo vệ vị thế của mình. Và rốt cuộc thì các nước nhỏ luôn phải thận trọng trong cuộc chơi của các ông lớn. Là ngân hàng hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại London, HSBC, tên viết tắt của tập đoàn ngân hàng Hồng Kông Shanghai, hiện có hơn 6.900 chi nhánh đặt tại 84 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 6 châu lục. Tuy nhiên, thì danh tiếng của HSBC đã bị hoen ố nhiều trong những năm gần đây sau một loạt vụ bê bối liên quan tới điều tra giao dịch phi pháp. Tháng 11 năm 2014, các nhà điều tra Bỉ đã bắt đầu mở một cuộc điều tra nhằm vào chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ. Một năm trước đó, thì cơ quan thuế Argentina cáo buộc HSBC vì dính líu vào nghi án giúp hơn 4.000 công dân nước này trốn thuế bằng cách gửi tiền vào các tài khoản bí mật ở ngân hàng Thụy Sĩ. Năm 2012, HSBC từng phải nộp phạt số tiền là 1,9 tỷ đô la Mỹ do liên quan đến một vụ rửa tiền lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ cho một số băng đảng ma túy ở Mexico. Những tưởng những vụ bê bối này sẽ buộc HSBC phải cải tổ hệ thống ngân hàng của mình, ấy vậy mà mọi chuyện vẫn không đổi. Mới đây, Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế đã tiếp tục công bố một loạt tài liệu mật cho thấy chi nhánh tại Thụy Sĩ của tập đoàn ngân hàng HSBC đã giúp nhiều khách hàng giàu có trốn thuế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Thụy Sĩ đã tích cực tiếp tay cho khách hàng trong việc giữ bí mật tài khoản của các cơ quan thuế. Tổng giá trị các tài khoản này lên đến 120 tỷ đô la Mỹ. Đây là cáo buộc mà tổ chức phóng viên điều tra quốc tế công bố trên tờ Le Monde, Pháp, cho thấy chi nhánh tại Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC đã giúp nhiều khách hàng trốn thuế. Các tài liệu ban đầu bị hack bởi Hope Fassini, một chuyên gia công nghệ thông tin làm việc tại ngân hàng Thụy Sĩ tại HSBC. Anh này đã trốn sang Pháp, nhưng sau đó bị giam giữ và không cho quay trở lại Thụy Sĩ bởi lo ngại rằng có thể tiết lộ danh tính của hàng ngàn người trốn thuế tại Pháp. Chúng tôi đã liên lạc với Hope Fassini. Đây là một người đáng khâm phục vì đã dũng cảm đứng lên nói việc này. Theo đó, chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ bị cáo buộc thường xuyên cho phép khách hàng rút những khoản tiền lớn, thường ở dạng ngoại tệ, ít khi sử dụng tại Thụy Sĩ. Bên cạnh đó, HSBC còn tiếp tục cho khách hàng các chương trình trốn thuế tại châu Âu, cấu kết với khách hàng để che giấu hàng loạt tài khoản ngân hàng ngầm khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan thuế. Theo đánh giá của Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế, HSBC đã mở rộng kinh doanh với những người có hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức trong những năm gần đây. Danh sách khách hàng cỡ bự của HSBC bao gồm những kẻ buôn vũ khí, buôn người, những kẻ buôn kim cương bất hợp pháp và nhiều tổ chức tội phạm bên cạnh những nhân vật nhạy cảm khác. Tổng cộng 106.000 tài khoản khách hàng tại 203 quốc gia trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2007 bị rò rỉ với tổng giá trị tài sản lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Các chủ tài khoản từ Thụy Sĩ chiếm số lượng lớn nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ đô la Mỹ. Các tài khoản từ Anh, Venezuela, Mỹ, Pháp đứng tiếp theo trong danh sách này. Trong đó, tài khoản của những tổ chức chính phủ thuộc quốc gia giàu mỏ Venezuela trị giá 12,6 tỷ đô la Mỹ.
Cũng giống như Edward Snowden, người thổi còi Heather Faciani đã khiến thế giới biết thêm một sự thật đằng sau một ngân hàng nổi tiếng. Nhiều chuyên gia đã nhận định HSBC Thụy Sĩ đã đồng lõa trong việc trốn thuế và vi phạm pháp luật. Vụ việc liên quan đến hàng loạt người nổi tiếng và lại xảy ra tại Thụy Sĩ, nơi được cho là thiên đường ngân hàng với độ an toàn cao nhất thế giới, nên đã khiến cho nhiều người dân ở nhiều nước trên thế giới không khỏi bức xúc. Thụy Sĩ là quốc gia chiếm giữ lượng tài khoản ngân hàng lớn nhất với 11.235 người, sở hữu 31,2 tỷ đô la Mỹ trong số các tài khoản trốn thuế. Chính vì thế, không ít người dân tại Geneva khi được hỏi đều cảm thấy rất bất ngờ về vấn đề này. Điều này khiến tôi cảm thấy bất công. Nó không hề công bằng với những người sống trong sạch và đóng thuế đầy đủ. Nếu đồng tiền mà bạn kiếm ra chính đáng thì có lẽ sẽ không phải tìm đến các ngân hàng như vậy. Đây là những đồng tiền bẩn. Điều này khiến tôi cảm thấy giận dữ. Các tài liệu rò rỉ cho thấy HSBC thường xuyên đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ không tiết lộ chi tiết các tài khoản cho các cơ quan chức năng, thậm chí thảo luận với khách hàng về các biện pháp cho phép họ trốn thuế ở quê nhà. Họ chỉ tiếp tay cho khách có nhu cầu trốn thuế. HSBC còn chủ động chào mời các gói chiến lược cho khách hàng giàu có, giúp công dân châu Âu trốn thuế đánh vào các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ. Dịch vụ này càng bùng nổ sau khi Thụy Sĩ và châu Âu ký một hiệp ước thuế mới nhằm đánh vào các tài khoản ngân hàng ngầm. Những phát giác về việc chi nhánh tại Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC Anh giúp các khách hàng giàu có trốn thuế nhiều triệu đô la Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc tranh cãi chính trị tại Anh trong những ngày qua. Hai chính đảng bảo thủ và công đảng của xứ sở sương mù đang đổ trách nhiệm cho nhau về việc trước đó đã không hành động thỏa đáng để ngăn chặn tình trạng trốn thuế. Công đảng, đảng đối lập của Anh đang tràn đầy hy vọng giành chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử nước này vào ngày 7 tháng 5 tới, thì lại đang đối mặt với những cáo buộc rằng họ không hành động đủ mạnh để ngăn chặn nạn trốn thuế khi chính phủ Anh do công đảng lãnh đạo nắm quyền điều hành đất nước từ năm 1997 đến năm 2010. Chi nhánh tại Thụy Sĩ của ngân hàng HSBC bị cáo buộc giúp các khách hàng trốn thuế trong thời gian chính phủ do công đảng lãnh đạo cầm quyền. Người phụ trách HSBC tại thời điểm đó, Stephen Green, là thành viên thuộc đảng bảo thủ tại Thượng viện và nằm trong thành phần chính phủ. Trong ngày 9 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Anh, ông David Gawki đã đến kho bạc Anh và tuyên bố các chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ sẽ bị điều tra và xử lý theo pháp luật. Đây là một hành động mang tính tội phạm. Việc xử phạm HSBC là một vấn đề của các nhà quản lý, chứ không phải là quyết định của các chính trị gia. Và tôi cũng nghĩ rằng một trong những vấn đề quan trọng lúc này là làm sao để các vụ việc tương tự không xảy ra. Hiện nay, HSBC vẫn chưa đưa ra bình luận nào sau những phát giác trên. HSBC đang trở thành đối tượng điều tra của nhiều nước trên thế giới do bị nghi ngờ tiếp tay cho các hành vi trốn thuế và gian lận tài chính. Rất có thể HSBC sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự trên toàn thế giới sau vụ việc bị rò rỉ lần này. Nó tiếp tục đặt ra vấn đề nhức nhối về ranh giới giữa bảo mật thông tin khách hàng và tiếp tay cho tội phạm, giữa lợi nhuận và tiền bẩn. Và câu chuyện gây tranh cãi này cũng đã khép lại Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.